cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Chiều hôm nay thì mọi người xem này, mấy đứa trong nhóm của Sang á, ai cũng mặc đồ đẹp hết cả để chuẩn bị mà mấy anh em mình đi hội chợ nha mấy đứa. Dạ. Và không biết là mọi người ở đây á, mọi người đã có biết hội chợ là gì hay không và mọi người đã từng đi hội chợ hay chưa? Nhưng mà ở quê chỗ Sang có mấy đứa con nít á, đứa nào cũng biết về hội chợ hết cả. Tâm biết hội chợ là gì không? Biết. Hội chợ là gì? Trong hội chợ có nhà. Bán phi tiêu. Hả? Tâm đi cho hội chợ bao giờ chưa? Đi rồi hả? Hội chợ là cái chỗ mà ở chỗ Sang á, là vùng sâu vùng xa á mọi người. Hội chợ là cái chỗ mà cứ một năm ở chỗ Sang mới có một lần thôi, là cái nơi mà người ta về đó người ta ca hát lô tô nè, rồi có những cái trò chơi ở đó. Năm trước thì mình cũng có đi một lần rồi phải không mấy đứa? Lúc đó mình cầm 300 ngàn để mà đi phóng phi tiêu đó, ăn được rất là nhiều đồ luôn. Và hôm nay ở chỗ Sang thì lại có một cái đoàn hội chợ nó về. Cái đoàn này từ nhỏ thôi chứ không có lớn. Nhưng mà hôm nay thì anh với mấy đứa sẽ đi chơi hội chợ nha. Đi nãy giờ thì Sang với mấy đứa cũng đã đi đến được cái hội chợ chỗ Sang rồi nha mọi người. Cái hội chợ này thì cũng có khá nhiều trò chơi luôn á, nhưng mà do Sang với mấy đứa đi sớm á nên cái hội này chợ này chưa có ai, chứ tối là đông lắm mấy đứa. Thì Dảnh có nhớ cách đây một năm trước mình có đi hội chợ một lần không, và mình quay một cái video là dùng 300 ngàn để mà thắng những cái trò chơi trong hội chợ không, và được rất là nhiều đồ đúng không? Và hôm nay thì anh với mấy đứa cũng sẽ tổ chức một cái cuộc trò chơi giống như vậy, nhưng mà là một cuộc thi nha. Thì ai là người chơi được nhiều đồ nhất trong hội chợ. Là ở đây mình có 7 người, anh đó là 8 người. Và mình chia ra thành 4 đội, là cứ 2 người một đội. Mỗi đội thì anh sẽ cho mỗi đội là 500 ngàn. Và mỗi đội sẽ sử dụng 500 ngàn để chơi hết trò chơi ở trong đây. Và sau khi mà chơi hết trò chơi á, mình sẽ tổng kết lại được cái phần quà ha. Cái phần quà mà mình chiến thắng bằng 500 ngàn đó, ai là người được nhiều phần quà nhất sẽ được nhận một phần thưởng. Và phần thưởng thì mấy đứa biết là phần thưởng gì không? Phần thưởng là sẽ chiến thắng được hết tất cả những đội còn lại, là mình sẽ lấy hết quà của mấy đội còn lại đúng không? Ví dụ như là Dảnh được 3 chai nước nè, thắng được Dảnh với Thái được thắng được 3 chai nước, còn Tâm với Văn á, là được 1 chai nước, còn Quỳnh với Trương á, là được 2 chai nước, thì Dảnh là 3 chai nước là nhiều nhất đúng không? Là Dảnh nó sẽ thắng được hết tất cả quà của mấy đứa kia luôn, hiểu chưa? Nãy giờ thì anh nói thì mấy đứa đã hiểu luật chơi chưa? Nên bây giờ thì mình sẽ chia nhóm nha. Tại vì hội chợ thì cũng sắp mở cửa rồi. Bây giờ thì mình sẽ chơi theo cái trò là nhiều ra ít ở nha. Rồi, 4 đứa mình sẽ chia thành 8 đứa mình sẽ chia thành 4 nhóm rồi. Nhiều ra ít ở. Rồi ra trước một thằng. Nhiều ra ít ở. Rồi anh với Yên Tâm Minh vào qua đây. Rồi 4 đứa tiếp. Nhiều ra ít ở. Rồi Thái ra. Nhiều ra ít ở. Rồi dạ. Hai đứa này ra. Hai đứa này ra. Rồi ba đứa này tiếp tục. Rồi Trương với Thái một bồ, rồi Quỳnh với lại Văn một bồ, rồi đứng thành bồ. Vậy là đã có kết quả rồi nha mọi người, là Văn với lại Quỳnh một bồ, Thái với lại Trương một bồ, Dảnh với lại Tâm một bồ, còn Sang với lại thằng Minh này một bồ. Giờ thì Minh có chơi phi tiêu giỏi không? Có hả? Giỏi hả? Vậy yên tâm rồi. Giờ là như vậy nha, sử dụng 500 ngàn này chơi tất cả trò chơi ở đây, ai nhiều quà nhất là người chiến thắng. Rồi, đội của Dảnh, đội của Thái, đội của Văn và đội của anh. Hội chợ thì cũng sắp mở rồi, giờ mình vô đi mấy đứa ơi. Giờ thì mạnh đứa nào đi chơi nha, chơi những cái trò chơi nào được nhiều quà nhất là được. Đây, đây có rất nhiều gian hàng luôn mọi người. Giờ qua bắn súng trước đi. Chưa à? À có bắn súng chưa anh? Rồi. Để đi qua bắn súng. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ chơi bắn súng trước nha. Giờ là mình chơi theo chiến thuật làm sao đây Minh? Mọi thứ ở đây là có một gian hàng trò chơi 2, 3, 4, 5. Thì có 500 ngàn thì mình sẽ chơi mỗi thứ 100 ngàn nha. Còn mấy đứa kia chơi sao? Chơi vậy luôn hả? Bắt trước anh hả? Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ chơi bắn súng trước nha mọi người. Ở đây thì có một cái gian hàng bắn súng. Cái này bắn sao anh? 5 viên 20 hả? 5 viên 20 hả? Vậy lấy em 100 ngàn trước. Rồi đội của đứa nào thì đó đứa đó mưa đi nha. Anh đội của anh là khác. Rồi
không bỏ chung cho em mấy đứa nó mua riêng á anh. À, 100 ngàn ở đây riêng để hồi lộn của tụi nó cho dân gian lắm. của mấy đứa thì mấy đứa mua đi. Rồi trăm. Rồi trăm này đúng không? Súng này đâu? Đây là súng này. Đây đây là một cái súng nha mọi người. Đòi giảm mua 40 thôi hả? Đổi thôi nè, 500 nữa nè. Đổi tiền, đổi tiền. Rồi đội đội của Văn 50 hả? Dạ. Rồi của Trương. Dạ, sao kỳ vậy? Chơi tàn tàn. Chơi tàn tàn hả? Vậy là có đội Sang với lại là Minh là chơi 100 thôi mọi người. Còn mấy đội kia nó khôn quá, nó chơi có 40 trước à. Nó sợ bắn không trúng. Giờ là chơi sao anh? Bắn rớt cái... Rớt cái gì nữa đội em 50. Đó, đội của Dảnh là 40. 40 rồi. 50. 40 nữa. Vậy là nãy giờ Sang với mấy đứa đã mua xong vé để mà chơi cái trò chơi này rồi nha mọi người. Sang với Minh thì chơi 100 ngàn đúng không? Còn lại đây 400. Còn đứa này, đội này 50. Chơi 50, đội kia 40. 40. Hai đội kia thì nó tính quá nên chắc là chơi Sang không lại rồi. Cái này giờ chơi sao anh? Rồi cái này là mình chơi là mình bắn cái banh gớt, cái lon đứng mà mình nhận quà được trên nước ngọt ha. Dạ, còn phía trên kia trên này gấu à, bắn được cái bóng đó là gấu đúng không? Rồi giờ Minh gài đạn ấy. Anh chỉ với cách cho thằng anh chỉ cho thằng nhỏ này cái nó gài đạn. Đây giờ đây là cái súng để bắn này, đó kéo xuống rồi rồi Minh bắn nè, rồi bóp cái cò này là bắn nha, bắn vô cái bông banh kia kìa, rồi Minh bắn đi. Ôi thiện xạ rồi. Một phát đầu tiên trúng ngay một chai nước luôn nha mọi người. Rồi mấy đứa chơi đi. Rồi cái phát đầu tiên á là mình nó bắn được một chai nước rồi mọi người. Đội của Sang được một chai nước rồi nha. Giờ coi tới đội của mấy đứa này nè. Rồi giờ mấy đứa sẵn sàng bắn đi. Đây Quỳnh nó bắn kìa. Ô vậy là không được. À còn Trương đúng không? Rồi đội Trương được một chai nước. Rồi tiếp tục gài đạn. Rồi à vậy là đội Trương được một chai nước, là đội Sang có được một chai nước, là đội phát bắn đầu tiên. Trương với lại Thái hai đứa này một bồ đúng không? Dạ. Mà bắn hai cái súng luôn hả? Ôi hụt nha. Phải ủa à vậy là súng này hư rồi. Phải làm sao mà cái banh nó rớt mà cái bóng nó còn nguyên á thì cái banh nó rớt mà cái chai nó còn nguyên á thì mới là thắng. Rồi Minh bắn chưa? Rồi gài đạn chưa? Không cưng gỡ này ra. Rồi gài đạn xuống, rồi gắn này vô. Rồi Minh, đây là Minh phát bắn thứ hai nha. Ôi ghê. À, Minh bắn hai phát được hai chai mọi người. Rồi tiếp tục Minh. À, nó nhỏ xíu à mọi người, mà có lẽ là bắn giỏi hơn cả mấy đứa lớn luôn. À vậy đổi cho Tâm bắn đi, mấy đứa đổi cho Tâm bắn nè, cho Quỳnh bắn nè. Rồi tiếp tục đi Minh. Minh có bí quyết gì không mà bắn ghê à? Hả? Có bí quyết gì không? Biết. Bí quyết gì mà bắn? Bắn à bắn chim ạ. À? Rồi, đây bắn bên đây. Đây tâm biết. Rồi, hụt rồi nha. Ôi, rớt kìa. Ừ. Rồi, rớt được cái trên luôn hả? Dạ. À, Trường bắn rớt được một gấu bông mọi người. Giờ tới Sang bắn thử xem là có trúng được phát nào hay không. Anh luôn. Trúng nhưng mà ngã lon lại không được tính. Đi mấy thằng bắn đi mấy đứa, nhanh đi, mình còn chơi người khác. Rồi, tới Tâm nè. Sao bắn hai phát ngã hai phát nha mọi người. Còn Tâm nãy giờ thì Lộng Minh nãy giờ thì nó trúng được mấy chai rồi. Đây. Lại ngã. Nè, nếu mấy đứa muốn nhiều hơn thì bắn ở phía trên. Phía trên thì được nhiều quà hơn. Quà nó lại được gấu bông nữa mọi người. Thank you.
đây là viên đạn cuối cùng trong 100.000 của Sen nha. Rồi hụt luôn, trúng lon, trúng bóng nhưng mà ngã lon là không tính, dảnh là cuối cùng chưa. Rồi không được luôn. Rồi cầm quà của mấy đứa đi. Đội của Sang thì dơ lên coi, dơ lên Minh. Đội của Sang là chơi 100.000 thì được 3 lon nước. Còn dảnh bao nhiêu tiền? 80.000 hả? Thì được 1 chai nước. Còn hai đứa này cho bao nhiêu? Em chơi 70.000. Cho 70.000 được cái gì? Được cái nịt hả? Không có cái nịt gì luôn. Cô đội này cho 100.000 hả? Trúng được ở đây 3 chai nước, 2 con cá bông. Quá dữ rồi. Bắn súng thì mình cũng đã bắn xong một trò rồi nha mọi người. Mấy đứa bắn nữa không? À, rồi giờ qua tiếp trò thứ hai là chơi cái trò banh xô. 10.000 ba banh. Thải sao đây chị? 20.000 năm banh. Vô sau nào lấy được một cái đó đúng không? Vô xô thấy đó ngoài trả. Rồi giờ 20.000 năm banh. Vậy là mình mua 20.000 trước đi Minh. 20.000 trước đưa tiền cho chị. Đội kia mua bao nhiêu? Đội kia mua bao nhiêu? 20 luôn hả? Đội bên đây 20 hả? Cái trò chơi này là thải banh vào trong cái xô kia mọi người. Nếu mà banh nó còn ở lại trong xô thì mình sẽ trúng. Banh nó văng ra là chặt ngay. Rồi thải vô. Đặt rồi. Đặt luôn. Nhẹ thôi. Trúng. Lấy một chai nước tam. Minh. Rồi bỏ vô của mình nè. Anh thải một cái nữa nha, là tới Minh thải nha. Thải con cá bông nè. Rồi. Ở dành chúng một chai luôn kìa. Rồi, một chai nước nữa nha. Sang thải 3 trái thì trúng được một chai nước. Giờ tới Minh thải nha. Ôi. Minh trúng một chai nước nữa. Minh cầm đi. Cương thải vô cá bông á. Cá bông ở kia kìa. Đó. Cái xô cá bông nha. Đây anh né ra nè. Rồi thả vô xô cá bông. Rồi vô xô nhưng mà Tân ra ngoài lấy cho em 20 nữa đi. Minh mua đi. Nãy giờ có đội nào trúng cái gì không? Hai chai nước hả? Hai đứa này nãy giờ chưa trúng cái gì luôn. Đội chưa trúng gì chưa? Chưa hả? Rồi sang mua thêm 20.000 nữa nha. Rồi giờ thả này. Thả đi. Nổi tiền đây. Ôi, mình lại trúng thêm một chai nước cho mọi người. À, 360 đúng không? Mà trúng được ở đây 2, 4, 6 chai nước. Nãy giờ chơi 140, trúng 6 chai nước rồi qua bên kia chơi tiếp. Đợi mấy đứa này chơi xong đi. Nãy giờ là Quỳnh với Văn không có được cái gì luôn hả? Còn bao nhiêu tiền? Còn 300 à? 350. Đội kia còn bao nhiêu? 360 à? Đội kia còn bao nhiêu? Đội kia còn bao nhiêu tiền? Ba trăm ba hả? Vậy là đội Trương đang dẫn đầu nha mọi người, tại vì trúng được quá trời đồ luôn. Có chơi nữa không? Không hả? Giờ là đổ qua kia đi ha, đi một vòng. Giờ tiếp theo là trò tiếp theo. Bên đây thì còn mấy gian trò chơi nữa. Đi mấy đứa. Bên đây thì còn trò ném lon. Banh lon này bao nhiêu tiền? 2 banh 10.000 đổ 3 lon rồi. Một phát đổ 3 lon là 3 lon làm lấy nước ngọt. 20.000 2 banh. Đó, bao nhiêu tiền một banh? 2 banh 10.000. 2 banh 10.000. 2 banh 10.000 lấy 10.000 đi, lấy cho em 10.000. Rồi Minh ném một cái nha. Qua đây Minh. Rồi dành ném đi. Dành lấy 10.000 nha mọi người. Ôi. 20, 4 banh. Rồi. Phải đổ 3 banh nha. Là phải ném làm sao cho nó giữa cái kia kìa thì nó mới ngã. Ba lon. Rồi hụt luôn. Rồi hụt luôn. Thì mấy đứa nó ném rồi nha mọi người, nên bây giờ tới Sang ném nha. Giờ ném đổ 3 cái lon kia, một phát đổ 3 lon thì một cái nước luôn. Rồi, một cái nước.
Rồi lấy tiền mua tiếp. Trò này chắc dễ chơi hơn nè. Đây, một cái nước đây. Lấy em 4 banh đi anh. Rồi, 4 banh. 10.000 2 banh nha. Đấy. Giữ tiền chắc được. Rồi, đây 4 banh từ từ. Rồi. Rồi, giờ tiếp tục nha. Rồi, mỗi ta 10. Rồi, đây 2 banh luôn. 2 banh luôn. Rồi, đứng luôn nha. Không luôn. Rồi rồi. Một cuộc cái không luôn. Thôi học luôn. Không luôn. Mạnh lên. Cái vòng ném banh á thì đội của mình dính được một chai nước thôi hả? Hết 30-40 ngàn thì dính một chai nước thôi. Đội của Dảnh thì được bao nhiêu chai? Hai chai à? Đội Thái một chai. Đội này vẫn trắng tay đúng không? Từ nãy giờ chơi biết bao nhiêu tiền rồi mà không trúng được cái gì luôn. Hai đứa này kiểu như là đi cho vui vậy mọi người, không trúng được phần thưởng nào hết cả. Thôi giờ có chơi nữa không? Giờ thì mình qua bên đây tiếp nha, tại vì còn nhiều trò chơi, mình chơi mỗi trò một ít thôi. Đó. Rồi tiếp tục mình qua tới trò 10.000 ba banh. 20 6 banh. Rồi ném vô cái banh này nó vô cái nào là được cái đó hả chị? Nó vô được nước ngọt là lấy được nước ngọt hả? Rồi lấy 20 luôn. Nào là mình nhận đủ quà cái đó. Rồi 20 6 banh. Rồi giờ đây anh cầm cho. Rồi mình cầm một cái banh đi. Rồi nhắm vô cái nào thả xuống đi cho nó tưng lên á. Rồi móc khóa. Mình trúng được một cái móc khóa nha mọi người. Đây là phần quà. Rồi xuống đây. Rồi tiếp tục nè. Rồi mình nha. Rồi mình bỏ này. Rồi bán. Trúng bánh nè anh ơi. Rồi giờ tới sang bỏ nha. Mình hên á. Ôi C2 anh ơi. C2. Ô cái này cũng trúng luôn mọi người. Dạ rồi. Rồi bỏ. Rồi hộp. Rồi tới sang bỏ nè. Ơi lăn ra ngoài luôn. Rồi cái cuối cùng cho mình luôn. Rồi chấp. Rồi của mấy đứa nãy giờ trúng được gì chưa? Trúng rồi hả? Rồi chơi tiếp đi. Rồi sang cho em 6 banh nữa. 6 banh nữa. Dạ. 24 chấp đúng rồi. Rồi rồi thải đi. 100 ngàn. Nãy giờ thì Sang với Minh trúng nhiều quá nên phải bỏ thêm một cái bọc để rách bọc nha. Rồi để anh cầm cho. Nãy giờ mấy đứa trúng được nhiều chưa? Trúng nhiều đó hả? Còn anh nè. Rồi mấy đứa này còn chưa không? Hao qua đây không ạ? Giờ lại tiếp tục qua gian hàng bên đây nha mọi người. Bên đây thì là ném phi tiêu. Cái này ném sao anh? Một tiêu 10 ngàn hả? Còn nước thì sao? Nước thì 2 tiêu 10 ngàn. 2 tiêu 10 ngàn hả? Giờ lấy cho em 4 tiêu nước đi. 4 tiêu nước, đây 4 tiêu nước. Đổ mình qua đây Minh. 4 tiêu nước bên đây nè. Đây. Rồi bên đây là 4 tiêu nước phải không? 4 tiêu nước thì bao nhiêu? Lùm tiền. Rồi 4 tiêu nước là 20 ngàn. Rồi 20. Rồi 4 tiêu luôn. Trong. Rồi đây 4 tiêu luôn nha. Rồi 4 tiêu luôn. Giờ ném vô ô màu là trúng ha, ô trắng. Ô màu là trúng. Rồi ném đi. Rồi giờ cho mấy đứa này ném trước nha. Ném đi. Rồi, chặt nha em ơi. Chặt. Rồi, quá yếu. Rồi, ở đây là trúng được 2 chai nha. Chặt luôn. Tổng kết lại thì nãy giờ mấy đứa được bao nhiêu rồi? Đội của Trương với lại Thái đang dẫn đầu nha. Nhưng mà còn 100 ngàn hả? Chừa lại đi chơi lô tô đúng không? Còn Sang thì chừa tận 200 ngàn để chơi lô tô nha. Còn còn trăm hả? Đội kia? Em còn 101 à? Rồi giờ thì mình ngồi để mà đợi chơi lô tô nha. Chơi nãy giờ trò chơi đây thì cũng chơi hết rồi mọi người. Hả? Xíu chơi sau đi coi. Giờ đợi lô tô. Dạ.
Dạ dạ dạ. Rồi thôi giờ sang với mấy đứa vô ghế ngồi. Đợi đợi chơi lô tô. Ê, chọn ghế đi, chọn ghế ngồi chơi lô tô. Rồi, rồi, đây. Nào, rồi, mấy anh chị đây rất là vui luôn mọi người. Bạn cùng chung cùng với chương trình. Vậy chương trình đầu là những chương trình ca nhạc trong nước cho mọi nước, những nhạc phẩm trữ tình, những nhạc phẩm chân ca, những nhạc phẩm con người quê đất nước Việt Nam giàu đẹp của chúng ta. Chương trình thứ hai, quý vị sẽ làm qua một chương trình sổ cờ tóc hành cờ lô tô với những món quà, những tặng phẩm kính tặng cho tất cả quý vị khán giả làm quà lưu niệm. Vậy rất mong được sự hỗ trợ, sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả ân nhân kính mến. Xin hãy tiến thẳng vào sân bãi bên trong. Mấy đứa mua vé chơi lô tô nha, mua vé chơi lô tô trúng nhiều hơn. Giờ sang với mấy đứa chuẩn bị đi chơi lô tô nha mọi người. Con giống giống người. Người ta đang chuẩn bị sổ số, sổ số phía trên kia nha. Mình mua vé thì trúng sẽ được nhiều quà. Người trên tay của đá vẽ ở vòng cờ đầu tiên rất mong được sự ủng hộ của quý vị khán giả đến đây rồi à, thăm chị ơi mua những lá vẽ lắm ngọc cái này lấy đi đứa nào bao nhiêu tiền một vé chị, bao nhiêu một vé? 10.000 à, lấy hai vé. Mấy đứa lấy đi, lấy hai vé. Dạ. Của mấy đứa lấy đi. Của mình hai vé nha. Sang với Tâm mua đây hai vé nha mọi người. Xíu nữa chơi nữa. Vé nữa. Nãy hai vé rồi, thêm hai vé nữa. Mấy đứa đang mua vé để chơi lô tô nha mọi người. Sang thì còn 200.000 nên mua khoảng 4 vé luôn. Mua nhiều thì tỷ lệ trúng nhiều hơn. Mua mấy vé? 3 vé hả? Còn Trương 4 vé. 4 vé luôn hả? Sang có 4 vé luôn. Trong vòng nó mua một lần 4 vé nha mọi người. Còn đây Sang thì đội của Sang mua 4 vé luôn. Đội của Dảnh mua mấy vé? 3 vé hả? Còn 4 vé luôn hả? Cái này nếu mà trúng là được 100.000 một vé luôn á mấy đứa. Một trúng 10 á. Nên nếu đứa nào là trúng là có thể là thắng giải của mình luôn á. Đó. Nên giờ thì đây. Cái này thì cái vé nè, mà người ta đưa cái phiếu cho mình nữa mọi người. Cái này đổi lấy cái phiếu của nó. Giờ chuẩn bị sổ số nha mọi người. Đợt này thì Sang mua một lúc 5 vé luôn. Văn mua mấy vé? 4 vé. Còn mấy kia? 4 vé luôn hả? Còn Sang đây là vé thứ 9 nha mọi người. Nãy giờ là Sang mua hết 90.000 rồi mà chưa trúng cái gì hết cả. Hy vọng 5 vé này sẽ trúng nha. Rồi giờ bắt đầu. 55 con 35 không có rồi, 45 56 55 ơi dành số 55 dành chú được số 55 nha mọi người. Con lấy gì nè, con lấy sản phẩm nào nè, đỡ gấu đó. Con lấy tiền hả? Con lấy tiền, chết rồi. Đâu tiền cho con lấy tiền chứ con không có đánh gấu. Dành lấy tiền nha mọi người. Một vé là chú được 100.000. Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả đồng đội nhiều ba con mình với chị nè, các anh chị tham gia tham dự để ủng hộ những em mỗi người trên tay một lá vé nha, lịch sự nha em nha. Tham gia tham dự để ủng hộ giúp cho em mỗi người trên tay một lá vé và chúng em phục vụ cho tất cả quý vị chương trình giải trí bằng tất cả tấm lòng của chúng em. Mình còn bao nhiêu tiền? Những lời dành chúng là bao nhiêu? Hai vé hả? 80 à? Lấy thêm hai vé là 100.000 đúng không? Giờ còn như tiền còn 100.000 đúng không? Lấy hết 10 vé cho anh luôn, chơi cho lợi luôn. Niềm tin hai lá vé là hai niềm tin, ba lá vé là hy vọng. Vì nhà lá vé đó là em rất mong được sự ủng hộ của tất cả quý vị đến đây rồi chạy này ra luôn, 12 vé luôn, mà chơi cái lần cuối cùng của mình luôn. Rồi, không trúng nữa đi. Giang My mời quý vị giờ số tiếp quý vị. Hết rồi hả? Còn 10.000 mua đi. Còn này còn không? Còn mua hết luôn đi. Lần này đợt cuối nè, Sang có mua hết luôn mọi người. Đây là 12 vé nha, chạy ra. Rồi lấy tay này, cái chân lên. Lấy gấu hay gì? Sang mua một lúc là 12 vé cuối cùng luôn nha mọi người. Đây là số tiền cuối cùng của Sang luôn. Là không còn ngàn nào nữa hết cả. Hy vọng là sẽ trúng nha. Chỉ cần anh trúng một con gấu thôi là anh hơn mấy đứa. Giờ bắt đầu số nha. 11 con.
hai, mười một, lên gấu. Wow, rất là may mắn. Vâng quý vị, con số 11 để Lan Mỹ Ngọc kiểm tra đây. À, cuối cùng sang của đã trúng rồi nha mọi người. Vâng, con số 11 quý vị, con số 11 đó, con số 11 đã có hai bé trai đầu dạy. Rồi lại con trai bạn Hạnh, con hai cái tim đó kìa. Đó, đáng lẽ có một con, một trái tim thôi đó. Mà cô thấy ủng hộ quá, cô đưa hai wow, cái được hai trái tim luôn. Sự ủng hộ tất cả quý vị khán giả tham gia tham dự để ủng hộ dùm cho chị em vòng đời kịch kế tiếp. Anh ơi, cho Giang My một vé nha, 10.000 đồng một vé. Số 10. Có số 10 không? Có số 10 luôn hả? Trời ơi, mấy em này mua vé rất là nhiều luôn quý vị. Dạ, mua gần hết một vòng luôn á. Nên mấy em may mắn rồi. Lấy con heo. Nhiều chứ, chứ mấy con mua con lấy gì? Con lấy gì con lấy đi, cho con lấy tự cho. Tái là chúng một con luôn. Con heo hả? Ờ, con heo. Con heo thì hết heo luôn ạ. Vâng, thì mong đợi nhiều quá, con mời giới thiệu là rất mong được sự hỗ trợ và sự ủng hộ của tất cả quý vị. À, dạ chưa? À, đứng lên mấy đứa, cầm đồ đi. Đúng rồi quý vị, quý vị hãy tham gia tham dự. À, đây là toàn bộ thành quả của sang với mấy đứa chơi được nha mọi người. Mọi người xem này, đây một bao to. À, mấy đứa chúng rất nhiều luôn. À, bây giờ đi ra ngoài kia đi. Rồi, tổng kết lại nha. Nha, rồi. À, chờ sang mấy đứa đi về. Còn quên gì không? Đã đi chơi hội chợ về rồi nha mọi người. Và đây là toàn bộ thành quả của mấy anh em sang thu được. Rất là nhiều luôn đúng không? Lô tô thì phát nào sang với mấy đứa cũng trúng hết cả. Rất là may luôn. Và bây giờ anh với mấy đứa sẽ tổng kết nha. Tại vì lúc đầu mình có nói ai là người thắng cuộc á sẽ nhận được hết toàn bộ cái số phần thưởng mà ngày hôm nay mình có được nha. Thì mới đầu khởi đầu với sang đi á, thì mỗi nhóm là 200.000, ở đây 4 nhóm á, là sang bỏ ra 2 triệu nha mọi người. Thì thu lại được là bao nhiêu đây? Giờ thì đội của từng đội anh sẽ kiểm tra xem ai nhiều nhất nha. Đây là đội của Thái trước đi. Tới đội của Thái, giờ mình đếm nước nha. Rồi đếm coi bao nhiêu chai nước. 1 chai, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17. Bên đây là cái gì? Bánh. À, bánh với sữa với lại hai con chó nhỏ đúng không? Dạ. Bánh này thì vài cái thôi không tính. Còn cái kia một con heo với lại ở đây là đó, hai con heo luôn hả? Ba con heo luôn. Ghê vậy. À, heo này là bắn súng đúng không? Dạ. Hai con heo này là này cầm. Hai con heo này là mấy đứa nó bắn súng được nè. Đó. Bao nhiêu? 17 chai hả? 17 chai. À, hai con heo với lại một con heo to đó. Rồi bây giờ là tới rảnh đếm. À, một chai, hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn rồi hết hơn chương rồi. Bánh heo không tính nha, à, heo gấu thì được bao nhiêu? À, hai con chó hả? Rồi giơ con kia lên, con kia hai con chó với lại ở đây được một con heo. Ủa giống heo chương ha. À, hai con heo này giống nhau mọi người. Còn 13 chai đúng không? Vậy là nước là thua con chương, còn gấu là bằng con chương nha. Vậy là thua con chương rồi. Còn bên đây là của Quỳnh đếm. 2 4 5 6 7 8. Rồi một con bò hả? Một con bò to. Rồi sang có lẽ là cái đội mà nó thua thiệt nhất mọi người. Tại vì sang phải quay, còn tâm là toàn bộ là tâm chơi đúng không? Nên đây, ở bao nhiêu chai nước? 8 chai hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 chai nha mọi người. Và được cái đây giơ lên 2 trái tim. Giơ lên mình được 2 trái tim nha mọi người. Ôi, anh còn con chó nhỏ nữa nha. Còn một con chó nhỏ nữa, con thú bông nhỏ nữa. À, mấy con cái đó thì không tính rồi. À, vậy là tổng kết thành quả thì dạnh trúng được 100.000 nữa mà. Dạnh nó trúng cho lô tô trúng được 100.000 nữa. À, 100.000 là tính 10 chai nước đi. Dạnh là 13 chai ở đây, 100.000 nữa là 23 chai. Với lại gấu thì tổng kết thành quả là Dạnh là người chiến thắng. Và tất cả đồ đạc là đưa cho Dạnh hết. Dạnh là người chiến thắng nha mọi người. Cái này là có chơi có chịu nha mấy đứa. Bây giờ đi
lúc đầu á mình bỏ ra là 2 triệu đồng để mà mình chơi hội chợ. Giờ mình sẽ tính tiền xem là 2 triệu đó mình có lời hay không nha. Giờ là mấy đứa đếm chai nước bỏ qua một bên đi. Ở đây là 17 nè, 18, 19, 20, phụ anh đếm đi, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30. Ủa cái lon lủng. 31, 33, 34, 35, 36, 39, xếp đứng lên ơi, xếp đứng lên. 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 chai nước cho mọi người. 52 chai nước có giá trị là bao nhiêu ta? 520.000 nha, khoảng 520.000. Con heo này thì hồi nãy Sang hỏi là có giá là 50.000 một con. Đây là 50 này, 100.000 nè, 200.000 nè, cái này 50 là 300.000 nè, con này là 200.000 một con nha. 300.000 và 500.000 nè, con này là 150, 100.000 à, 200.000 nữa là 700.000, 700.000 với lại 500.000 nữa là 1 triệu 3. Là thành quả là thu về là khoảng được 1 triệu 3 đó mọi người, là lỗ 700.000. Bây giờ thì Dảnh là người chiến thắng, Dảnh với Tâm đúng không? Là người được gọi là vua chơi hội chợ rồi đúng không? Tại vì chiến thắng mà, rồi đưa đồ là cho Dảnh đi. Còn còn cái phần nước này nè thì mấy đứa sẽ chia ra nha, mấy đứa. Nước này thì mấy đứa sẽ chia ra, mỗi đứa đem về mà một ít để uống nghe chưa? Đó, còn clip của Sang ngày hôm nay thì cũng khá dài rồi. Nên Sang có lẽ là sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Nếu mọi người yêu quý Sang, mọi người hãy cho Sang xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mấy anh em Sang. Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.